Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Chú Chánh đang sale bảng lên để bắt đầu ngày mới bán hàng tại shop chị Hồng Loan cả nhà. Em vừa mới cập nhật được thông tin ca sĩ Nguyên Vũ có lên tiếng để chia sẻ những cái thông tin này. Mời quý cô chú anh chị và các bạn theo dõi cái dòng trạng thái của ca sĩ Nguyên Vũ nha cả nhà. Dạ, đây là cô chú anh chị, ca sĩ Nguyên Vũ có nói nè: ngày mới nhiều may mắn nhé các tình yêu ơi. Dù Vũ rất bận rộn với lịch trình nhưng tự nhiên vẫn lo nghĩ đến em Mớm và em Ni nhà mình. Trong đây là những cái dòng tin nhắn nè cả nhà. Ca sĩ Nguyên Vũ có chia sẻ nè, mới gọi nhắn tin là Mớm ơi, thì chị Hồng Loan mới trả lời nè cả nhà. Dạ anh nè. Ca sĩ Nguyên Vũ tiếp theo là nói những lời rất là nhiều nè: những gì anh dạy em nhớ nha, phải để ý lời ăn tiếng nói nha, phải tập trung và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình nè, tập quan tâm hơn nữa với những người gần bên cạnh hay những quan tâm lo cho mình nè. Ở phim trường tự nhiên nghĩ tới em cũng lớn rồi, cũng là mẹ 5 con, em dạy dỗ các con em rất tốt, nhưng em cũng để ý đến sự khéo léo và cư xử của mình hơn nè. Hãy học chị bình tĩnh bởi sự khôn khéo em nhé. Thì chị Hồng Loan có là dạ anh nè, không có chú anh chị. Ca sĩ Nguyên Chủ rất là thương chị Hồng Loan ha. Tiếp theo thì một dòng tin nhắn cho chị Ni. Đây cả nhà, tối ngày 26 tháng 11 đi xem Vầng Trăng Cổ Nhạc nhé. Thì chị Ni có dạ này cả nhà. Anh đi diễn mấy chương trình vậy là vì muốn em và Loan có dịp gặp các nghệ sĩ nhiều hơn, chứ hát một bài tăng cổ đối với anh là một cực hình nè, hi hi. Đó, cô chú anh chị, đó là dòng chia sẻ của ca sĩ Nguyên Vũ dành cho chị Ni và chị Hồng Loan. Đấy, bên đây có rất là nhiều bình luận nè cô chú anh chị. Là khán giả là cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ nè, cảm ơn các bạn, bạn là người thật sự yêu thương Hồng Loan, mọi người sẽ mãi ủng hộ và luôn nhớ tới bạn. Đó, đây là một anh Vũ Mãi Đỉnh, chúc anh Vũ nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ nè, thần tượng Mãi Đỉnh nè. Đó, quá tuyệt vời nè cô chú anh chị, rất là nhiều dòng tin nhắn cổ vũ tinh thần cho anh Nguyên Vũ ha. Có người như anh Nguyên Vũ quá tuyệt vời, mãi thương. Đây nè chị nè, chị Ni nè cả nhà, đây là cái dòng tin nhắn của chị Ni nè: rồi lo nghĩ cho người khác, có văng cục buồn ra khỏi người mình chưa nè. Chị Ni nói chuyện rất là vui ha cả nhà ha. Ở đây có một fan cứng nè cả nhà: dạ tăng cổ, nếu không phải sở trường hát một bài bằng 10 bài tăng nhạc, hi hi. Em cũng vậy nè, em biết. Chúc anh buổi sáng cuối tuần vui vẻ thành công. Yêu thương thật lòng Nguyên Vũ, quá tuyệt vời, chúc bạn ngày mới sức khỏe bình an. Đây là một fan cứng nữa nè cả nhà: chúc thật nhiều sức khỏe, anh là một người thật tuyệt vời, chúc anh may mắn và thật nhiều thành công anh nhé. Đây có chị Phương nè: anh Nguyên Vũ rất tốt, chị bình tĩnh khéo léo ngoan ngoãn, chị Ni giỏi. Chị Ni thì giỏi, chị em gái Mớm em chơi với toàn những người thành công, chúc em một ngày tiến xa hơn nữa nhé. Đó, quá là nhiều. Ở đây có một bạn nhắn tin như thế này: tội nghiệp ca sĩ mà qua cải lương hát khó quá hả anh. Có nghĩa là ca sĩ nhạc trẻ, nhạc bolero cả nhà, mà qua hát cải lương hơi bị khó nha, tại vì dòng cải lương không phải ai cũng hát được ha. Nghe anh Nguyên Vũ nói và chân thành là đúng sự thật, là một ca sĩ vào tăng cổ như chịu cực hình, chính xác luôn. Đó, cô chú anh chị, đó là những dòng chia sẻ mà em muốn đọc những bình luận, một số bình luận thôi chứ đọc hết này chắc tới chiều của cô chú anh chị. Đó là những lời yêu thương cách đây khoảng 10 phút thôi cả nhà. Thì ca sĩ Nguyên Vũ đã đang đi làm, nhưng mà đang đi bận quay, nhưng mà ca sĩ Nguyên Vũ vẫn nhớ đến chị Hồng Loan cũng như là chị Ni, muốn chia sẻ dặn dò một chút xíu về hai đứa em của mình. Hãy cẩn thận, giống như là để ý lời ăn tiếng nói
và cách cư xử sao cho nó khéo léo, cho bà con thương mến. Đó, hãy học hỏi chị Bình Tinh. Phải nói là chị Bình Tinh cũng rất là hay cả nhà. Chị Bình Tinh nói chuyện rất là dễ thương. Đó. Anh Nguyên Vũ thì cũng rất là tốt ha. Trên cả tuyệt vời luôn. Hôm qua thì em được biết thì ca sĩ Nguyên Vũ thì cũng có phát từ thiện ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đó cả nhà. Nhưng mà anh không kín tiếng lắm, anh không có chia sẻ nên không có ai biết được, chỉ có anh quay livestream thôi thì mới biết thôi, chứ còn nếu mà anh không quay, anh không livestream thì cũng không ai biết được anh làm từ thiện cả nhà. Tại vì anh rất là kín tiếng ha. Ca sĩ Nguyên Vũ thì rất là dễ gần nữa cả nhà, gần gũi, dễ mến, dễ thương, luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người khác, kể cả người mà đến tiếp xúc với anh lần đầu tiên, anh cũng rất là dễ gần, dễ mến. Như hôm trước em có đi phim trường, đi quay cái MV ca nhạc với lại chị Hồng Loan, chị Ni và anh Nguyên Vũ ở lần trước ca nhạc. Thì lần đó em được gặp, tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gần với lại ca sĩ Nguyên Vũ, thì anh rất là dễ thương, dễ gần. Anh luôn lo lắng cho mọi người, hướng dẫn chi tiết và cũng như là nhắc nhở mọi người phải làm thế này, làm thế kia, và rất là nhẹ nhàng. Thậm chí anh là một người luôn luôn lo lắng cho người khác, giống như là anh học luôn, thuộc luôn kịch bản để anh nhắc nhở luôn cả nhà. Anh thấy nó, anh rất là nhiều tài. Anh ngoài ra thì anh làm ca sĩ, anh hát cải lương, anh hát nhạc trẻ, anh hát bolero, và anh là một em MC rất là lưu loát, rất là trôi chảy, và nhiều khi như là anh, em thấy đâu đó anh cũng có đóng phim nữa cả nhà, nó rất là hay ha cả nhà ha. Đó, và đa tài luôn anh Nguyên Vũ, phải nói là, và một người con hiếu thảo nữa quý cô chú anh chị và các bạn. Còn nói đến tới chị Bình Tinh đó, phải học hỏi chị Bình Tinh rất là nhiều cô chú anh chị. Chị Bình Tinh lúc nào cũng lễ phép và kính trên nhường dưới, và luôn luôn là lễ phép và luôn luôn là lịch sự với mọi người, không cần biết đó là ai. Đặc biệt khi em là một YouTuber em quay thôi, nhưng mà tiếp xúc với chị Bình Tinh, chị Bình Tinh luôn là trân trọng những người trước mặt mình, nói chuyện rất là dễ thương cả nhà, làm cho mình có một cái tình cảm. Khi lần đầu tiên mới gặp mà mình có một cái cảm mến rồi ha quý cô chú anh chị. Như em nhắc lại một lần ha, có lần trước buổi tối đó, cái ngày 20 tháng 11, chị Bình Tinh nói là có một anh YouTuber anh hỏi là chờ chị Bình Tinh ơi, hãy bảo vệ tiểu thư ăn vặt Hồng Loan nha. Thì chị Bình Tinh lập tức, không cần phải suy nghĩ, cũng không cần phải đắn đo gì cả, chị Bình Tinh trả lời liền của chú anh chị. Giống như là một tình cảm đó, tình cảm dành cho chị Hồng Loan thật sự quá lớn, nên chị Bình Tinh trả lời liền luôn. Đó là trách nhiệm của một chị gái dành cho một đứa em gái, không cần phải bảo vệ gì đâu, không cần phải nhớ gì đâu, đó là trách nhiệm thôi. Giống như là chị Bình Tinh coi đó là một cái trách nhiệm của một người chị mà phải thương yêu em út trong gia đình vậy cả nhà. Phải nói là rất là quý tấm lòng của chị Bình Tinh, ca sĩ Nguyên Vũ, chị Ni đó, và chị luật sư, nói chung là còn nhiều nữa cả nhà. Kể ra thì rất là nhiều ha. Thì những người mà em có thể kể ra được đó là những người mà mỗi người có một sở trường, mỗi người có một cái thế mạnh riêng, đến bên chị Hồng Loan để lo lắng, quan tâm, bảo vệ và chia sẻ, chỉ bảo chị Hồng Loan từ chút để hoàn thiện hơn sau này. Đó là một cái nền tảng giúp cho chị Hồng Loan phát triển cuộc sống của mình sau này ha cả nhà. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều ha. Lần này thì cũng như bao nhiêu lần trước ha, em chia sẻ những dòng trạng thái của những ca sĩ, những người nổi tiếng, những người mà bảo vệ chị Hồng Loan, để quý cho quý cô chú anh chị và các bạn có thể được cập nhật được thông tin mới nhất ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.